Việt Anh sợ Hồng Diễm làm hỏng vũ sửa trong phim mới, đóng vợ chồng nhưng không được hôn. Em hãy cho anh giải thích. Thật ra mọi việc không như em nghĩ đâu. Khốn nạn. Khi mà diễn cảnh tát anh Việt Anh ấy là cái cảnh mà khó nhất của diễn. Vì anh Việt Anh né giỏi quá, cho nên là không biết bao nhiêu lần. Rất khó đối với diễn để thực hiện một cú tát mà nó không để lại hậu quả. Nếu mà tát mà không chuẩn thì khả năng là cả đoàn phim phải nghỉ cả tháng để diễn viên đi sửa lại. Tôi không hiểu tại sao số của tôi cứ làm phim nào cũng phải có cảnh nóng. Đã thoát được cảnh thủ tục rồi thì giờ còn cảnh nóng nữa. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi. Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình mới mang tên Hành Trình Công Lý. Nữ chính là Hồng Diễm với vai Phương. Đây là nhân vật thử thách nữ diễn viên, có chuyển biến tâm lý phức tạp, đòi hỏi cô phải có khả năng diễn xuất đa dạng. Tác phẩm này đánh dấu sự hợp tác trở lại đầu tiên của Hồng Diễm và Việt Anh khi đóng cặp sau 15 năm, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ và thú vị cho khán giả. Dù đóng vợ chồng với Việt Anh nhưng Hồng Diễm vẫn giữ quy tắc có 1-0-2 của mình khi làm nghề là cảnh tình cảm đến mấy cũng không hôn và đụng chạm. Đây chính là thử thách đối với cô và Việt Anh khi hợp tác chung trong dự án này. Họ phải tìm cách diễn sao cho vẫn phải đáp ứng yêu cầu của đạo diễn, kịch bản, đồng thời phải thể hiện được cho khán giả thấy đây là một cặp vợ chồng tình cảm, hạnh phúc. Trước đây khi diễn cặp với Hồng Đăng hay những bạn diễn khác, nữ diễn viên cũng không thực hiện cảnh tình cảm như chạm môi. Hồng Diễm chia sẻ những vai cô tham gia đều thuộc tuýp nhẹ nhàng, kín đáo nên cảnh tình cảm cũng hạn chế. Cô nói thêm mình là người đã có gia đình nên tự hạn chế bản thân, không đóng cảnh hôn. Tất nhiên, đó chỉ là quan điểm cá nhân, điều này là hạn chế, có thể khán giả chưa hài lòng. Tuy nhiên, nữ diễn viên mong muốn mọi người hiểu và tôn trọng cho quyết định của mình. Tại buổi họp báo ra mắt phim Hành Trình Công Lý, Việt Anh chia sẻ anh chưa bao giờ đóng cặp với nữ diễn viên nào mà áp lực như với Hồng Diễm. Bởi cô có những quy định riêng không mang tính nghệ thuật lắm, diễn tình tứ nhưng không được hôn vào môi. Đó là những hạn chế khiến cả hai gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, câu chuyện của hai nhân vật trong Hành Trình Công Lý có nhiều éo le, cho nên rất ít cơ hội để gần gũi nhau. Những cảnh tình cảm táo bạo khiến khán giả đỏ mặt thì Việt Anh lại diễn với Huyền Trang, người thủ vai Tiểu Tam đã làm cho nhân vật của Việt Anh mất đi tất cả. Với Việt Anh, trong sự nghiệp diễn xuất, phim nào cũng có cảnh tình cảm mạnh với bạn diễn nữ. Đối với nam diễn viên, anh cho biết đó là điều bình thường. Quan trọng là anh với bạn diễn quy ước thế nào, thể hiện ra sao, không dung tục và lạm dụng quá. Đó là gia vị góp phần làm cho nội dung bộ phim có thêm nhiều màu sắc đa dạng. Trong Hành Trình Công Lý, Hồng Diễm vào vai một người vợ đảm nhưng cũng có một số cảnh hành động như bắt ghen. Thế nhưng phân đoạn khiến cô nhớ nhất lại là cảnh quay cùng Việt Anh, áp lực và phải thực hiện nhiều lần bởi toàn bị Việt Anh né. Về phía Việt Anh, nam diễn viên cho biết 4 lần quay đầu không cho làm thật. Anh muốn cho Hồng Diễm luyện cách vút má để không để lại hậu quả, gây chấn thương cho bạn diễn. Việt Anh sợ nếu người vợ trên phim tác động thật quá, anh sẽ phải đi Hàn Quốc chỉnh lại mũi. Nam diễn viên chia sẻ thêm trước đây anh cũng đã từng bị Doãn Quốc Đam dùng chai bia giả tác động vào đầu nhưng vì lực quá mạnh nên vẫn bị thương. Hồng Diễm cũng chia sẻ rằng, trong suốt sự nghiệp làm phim, Việt Anh là người làm chồng cô nhiều nhất, chức và nhiều hơn cả Hồng Đăng. Anh chính là người mang đến cho cô nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Ngoài đời, họ là cặp anh em thân thiết nên diễn rất thoải mái, mang đến những thước phim chân thật, thú vị. Ngoài Hồng Diễm, Việt Anh, Hành Trình Công Lý còn hấp dẫn khán giả với cặp đôi Hà Việt Dũng và Thu Quỳnh. Lần đầu làm vợ chồng trên phim, đóng những nhân vật làm trong ngành, luôn nguyên tắc và đứng về phía công lý. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân như Quỳnh, Quốc Huy, Doãn Quốc Đàm, Huyền Trang và gương mặt trẻ Vũ Thái. Bộ phim sẽ lên sóng từ ngày 10 tháng 10 vào tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3.